Trần Đại Nghĩa. Anh hùng Trần Đại Nghĩa sinh trưởng ở Vĩnh Long, một thiên tài chế tạo, ngành công nghiệp quốc phòng. Cái tên Trần Đại Nghĩa do cụ Hồ tặng ông, quên thân vì nghĩa lớn, cao cả một tấm lòng. Tên thật Phạm Quang Lễ, 6 tuổi cha không còn, ông được chị và mẹ nuôi học ở Sài Gòn. Tú tài đã tốt nghiệp, ông phải bỏ buồn sao, vì gia cảnh nghèo khó, không thể học lên cao. May thay một người bạn cảm mến con người ông, hứa tìm nguồn học bổng. Sự việc đã thành công. Phạm Quang Lễ đi Pháp, ngày đêm học miệt mài, 11 năm liên tục, nước Pháp phục thiên tài, nhận 5 bằng đại học từ những trường hàng đầu của Tây Âu Pháp Quốc. Ông vẫn chưa ngừng đâu. 11 năm ở Pháp, ông đọc sách say mê, chủ yếu về vũ khí, ngày đọc, tối ngồi ghi. Năm 1946, ông trở về quê hương, đi cùng Hồ Chủ tịch, một dũng khí khác thường. Cụ Hồ hỏi, thiếu thốn, chú có chịu được chăng? Đất nước còn gian khổ. Trần Đại Nghĩa đáp rằng, thưa cụ, tôi vẫn hiểu, dân ta ăn chưa no, nhưng về nước làm việc, tôi không chút đắn đo. Tác phẩm đầu xuất xưởng là súng bazooka, sức công phá dữ dội, khiến Pháp sởn da gà. Lần đầu tiên xung trận, bắn cháy 2 xe tăng, đắm chìm tàu chiến Pháp, quân địch hết hung hăng. Tiếp đó, ông mô phỏng, sáng chế súng thần công, loại đại bác không giật, vác vai nhẹ như không. Với công lực tương tự, đại bác của Hoa Kỳ, cân nặng đến 6 tấn, không thể vác mang đi. Từ đó đánh lô cốt, ta chỉ bắn từ xa, đỡ tốn bao xương máu, lính bớt phải xông pha. Ngoài ra, ông cải tiến một tên lửa của Nga, tăng cường thêm tầm với, bắn máy bay từ xa. B-52 rơi rụng, không quân Mỹ cúi đầu, anh hùng Trần Đại Nghĩa, tên tuổi để đời sau.